Chúng ta đang đi trên con đường Lê Quang Sung, bắt đầu từ đầu đường ngay bến xe Chợ Lớn, bến xe bus. Để nói về con đường Lê Quang Sung này thì nó có rất là nhiều cái điều vui và đặc biệt anh chị. Đầu đường đây bên tay trái anh chị sẽ thấy là bán rất là nhiều, đây là khu vực bán rất là nhiều cái cặp lễ, cặp quà để cho đám hỏi, đám cưới. Và khi nhắc tới đây thì anh chị thấy cặp rượu nè, trầu cau đây anh chị. Nhắc tới đây thì anh chị sẽ nhớ đến cái câu là ra duyên anh cưới em. Đó rồi trà ha. Anh chị thấy ha, bán rất là nhiều ở kết trầu cau ở đây này, để dành cho những cái ngày lễ hỏi cưới đó anh chị. Đó là cái điểm đặc biệt trên cái con đường Lê Quang Sung. Dạ, lớp đi Sài Gòn xin gửi lời chào đến cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày đầu năm Canh Tý, vừa kết thúc mấy ngày Tết anh chị. Hôm nay thì em đang đứng trước mặt anh chị, đây là con đường Lê Quang Sung, nằm chết bên mé tay trái, nó là bến xe Chợ Lớn, bến xe bus. Chúng ta đi thẳng hướng trong camera đây thì chúng ta đi qua khu vực chợ Xóm Voi, chợ Trần Chánh Chiếu đó anh chị. Và đường Lê Quang Sung thì cái mé bên tay phải anh chị đang nhìn thấy đây thì là đường Trang Tử, chuyên bán các cái loại bao bì, các cái màng dán băng keo ha. Còn con đường Lê Quang Sung là hôm nay em muốn giới thiệu và cũng như muốn mời anh chị và các bạn đi với em trên con đường Lê Quang Sung trong những cái ngày đầu năm, để chúng ta xem những cái hoạt động, những cái không khí đầu năm, cũng như ôn lại những cái kỷ niệm của mình trên con đường Lê Quang Sung Chợ Lớn. Con đường Lê Quang Sung này thì nó nối từ khu vực quận 5 qua quận 6 và nó kết thúc ở khu vực đường Minh Phụng, chợ Minh Phụng. Khi xưa thì nó là chợ Bình Tiên và đường Bình Tiên. Rồi, không để cô chú anh chị và các bạn đợi lâu, thì em xin mời cô chú anh chị cùng lên xe ha. Chúng ta rong ruổi trên con đường Lê Quang Sung. Và trước khi đi thì không quên chúc cô chú anh chị và các bạn một cái ngày mới nhiều sức khỏe, đặc biệt là một năm mới thật là thành công, hạnh phúc với những cái dự định trong năm mới của mình ha. Rồi chúng ta sẽ rẽ trái anh chị ha. Chúng ta đang đi trên con đường Lê Quang Sung, bắt đầu từ đầu đường ngay bến xe Chợ Lớn, bến xe bus. Để nói về con đường Lê Quang Sung này thì nó có rất là nhiều cái điều vui và đặc biệt anh chị. Đầu đường đây bên tay trái anh chị sẽ thấy là bán rất là nhiều, đây là khu vực bán rất là nhiều cái cặp lễ, cặp quà để cho đám hỏi, đám cưới. Và khi nhắc tới đây thì anh chị thấy cặp rượu nè, trầu cau đây anh chị. Nhắc tới đây thì anh chị sẽ nhớ đến cái câu là ra duyên anh cưới em. Ra duyên anh cưới em. Và hôm nay thì là gần đầu, hôm nay là đầu tháng giêng anh chị, âm lịch. Thì chuẩn bị cuối tháng giêng là đám cưới. Đó, thì khu vực này là bán rất là nhiều cái những cái đồ lễ cưới, lễ hỏi đây anh chị. Các cặp rượu, rồi trầu cau này, trầu cau. Đó rồi trà ha. Anh chị thấy ha, bán rất là nhiều ở kết trầu cau ở đây này, để dành cho những cái ngày lễ hỏi cưới đó anh chị. Đó là cái điểm đặc biệt trên cái con đường Lê Quang Sung. Đó, đây trầu cau đưa lối ha. Ở đây thì các cái người bán người ta sẽ kết sẵn cho mình luôn, mình chỉ việc đặt hàng thôi. Đó, chúng ta đi thẳng qua cái con đường Nguyễn Hữu Thuận này nha. Rẽ trái chúng ta sẽ về chợ Bình Tây. Đó, chợ Bình Tây những cái ngày đầu năm nó cũng rất là nhộn nhịp anh chị ha. Rồi. Đây bán đồ nhựa rất là nhiều. Và đây là con đường Nguyễn Thị Nhỏ đây anh chị. Bên phải của em sẽ đi ra Trần Quốc Toản 3 tháng 2 ngày nay. Xưa kia con đường Nguyễn Thị Nhỏ nó có tên gì thì em lại quên mất rồi anh chị. Sorry anh chị rất là nhiều nha. Anh chị nếu biết thì để lại cho em một cái comment. Hướng này chúng ta sẽ đi lên khu vực chợ đường Minh Phụng,
chợ Minh Phụng ngày nay. Và đây là chúng ta cắt ngang đường Phạm Đình Hổ anh chị ha. Rồi trên cái con đường Lê Quang Sung những cái ngày đầu năm. Đó. Rất là nhiều nhà cửa, rất là nhiều cái cửa hàng hôm nay người ta vẫn chưa có khai trương anh chị. Rất là hiếm khi mà em có thể đi được trọn vẹn cái con đường Lê Quang Sung này. Hôm nay thì đi bằng xe máy thì chắc chắn là sẽ đi hết rồi anh chị. Ở trên con đường Lê Quang Sung này thì nó bán rất là nhiều các cái món ăn, bánh canh cua nè, rồi bún mắm nè, rồi bánh hẹ nè, những cái món đặc sản của người Hoa anh chị. Đó thì ở đây thì chúng ta là đi tới đường Lê Quang Sung thuộc khu vực quận 6. Nếu mà anh chị và các bạn có muốn em quay cái vị trí nào trên con đường Lê Quang Sung này thì anh chị cứ để lại cái comment phía dưới cho em ha, rồi em sắp xếp thời gian và sẽ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh về đường Lê Quang Sung. Hôm nay thì vẫn còn cái không khí Tết, bán buôn những cái giấy tiền vàng mã cúng, mùng 9 thì cúng ông Ngọc Hoàng, mùng 10 thì ngày vía thần tài, vàng bạc nó sẽ lên giá anh chị. Đó, một số cái niềm vui những cái ngày đầu năm mới trên con đường Lê Quang Sung anh chị. Còn đóng cửa nghỉ ngơi nhiều lắm, chưa có bán nhiều đâu. Ở đây thì trên con đường Lê Quang Sung này thì em nhớ nhất là khu vực có một cái tiệm bán bánh hẹ mấy chục năm rồi anh chị. Rất là ngon. Đây bánh canh cua bên tay trái của em anh chị. Bắt đầu những cái quán ăn ngày nay thì nó sẽ nhộn nhịp, bởi vì mấy hôm nay thì Sài Gòn chưa có mở cửa nhiều, cho nên các cái quán ăn nó vẫn đang còn thiếu, ít người bán, thành ra là những quán ăn rất là đông khách. Đây đường Hậu Giang, hẻm 178 Hậu Giang, chúng ta rẽ trái sẽ ra đường Hậu Giang anh chị. Đó, năm mới ha, hay cái gì nó cũng mới mẻ đi, vui tươi. Hiện nay thì những cái chợ người ta cũng bắt đầu họp lại, tuy nhiên là cũng chưa có nhiều anh chị. Đây là đường Minh Phụng đây, chúng ta rẽ trái nha, đi ra đường Hậu Giang. Đó, một số cái địa điểm mà em sẽ đi qua. Và không quên nhắc cho anh chị về khu vực chợ Minh Phụng bên mé tay trái của em. Ở đây thì đường Bình Tiên khi xưa, chợ Bình Tiên, và có một cái đình Bình Tiên rất là lâu đời trên trên khu vực đường Minh Phụng này. Đây người ta bán các cái bánh bông lan này, các cái bánh đường, bánh màu, bánh mật. Cái đình Bình Tiên của em đây. Đó, đình Minh Phụng, Bình Tiên Hội Quán. Đó, đình Bình Tiên nằm bên tay trái của em. Đây là một cái di tích văn hóa lịch sử đó anh chị, được liệt vào cái di tích đó. Và Sài Gòn mình cũng đang gìn giữ nó, chưa có bỏ nó. Rồi chúng ta lại vào đường Hậu Giang anh chị ha. Hậu Giang ơi, Hậu Giang. Đó, không khí Tết nó vẫn còn tràn ngập khắp phố phường. Rồi một chút xíu cái hình ảnh như vậy gửi đến cho anh chị và các bạn trong cái ngày đầu năm mới. Đó, trên con đường Hậu Giang, con đường Hậu Giang ngày nay rất là đẹp anh chị ha. Nó rộng rãi và nó cao ráo, không có bị ngập nước nhiều như khi xưa. Khi xưa thì con đường này là một trong những cái con đường mà phải nói là ngập úng số 1 ở Sài Gòn mình, ngập rất là sâu. Bây giờ thì nó đỡ rất là nhiều rồi anh chị. Vẫn còn nhiều hàng quán, cửa hàng đang đóng cửa. Người ta ăn Tết nhiều khi tới mùng 10, hết mùng 10, 11 người ta mới ăn Tết lại. Đó là một trong những cái đặc điểm của Tết Sài Gòn.
Đi thẳng đường Hậu Giang này thì anh chị cũng không quá xa lạ rồi. Chúng ta đi tới khu vực đi ngang chợ Bình Tây, đường Hải Thượng Lạng Ông, rồi đường Cộng Tử khi xưa đó anh chị, Châu Văn Liêm, khu vực cầu Trà Vàng đó. Những cái thông tin cần thiết gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn ha. Các cái quán ăn cơm sườn này, cơm tấm rất là đắt khách. Và cũng không quên gửi đến cho anh chị một cái thông tin, đó là hiện nay thì virus Vũ Hán Corona đó anh chị đang lan rộng rất là nhanh. Vậy khuyến cáo của chú anh chị ra đường thì chúng ta nên mang khẩu trang để ngăn chặn. Rồi khi chúng ta tiếp xúc những cái nơi đông người về thì anh chị có thể là rửa tay bằng các cái thuốc sát trùng, những cái xà bông mang cái tính chất sát trùng anh chị. Đây là đường Mai Xuân Thượng, em sẽ rẽ qua Mai Xuân Thượng ha. Chúng ta lang thang chút xíu đó, chúng ta có thể là rửa tay sạch sẽ khi tiếp xúc với người thân trong gia đình. Đó là một cái thông tin muốn gửi đến cô chú anh chị ha. Rồi, chúng ta vừa rẽ qua đường Mai Xuân Thượng, khu vực Chợ Lớn. Và phía trước thì chúng ta có Phan Văn Huệ nè. Chúng ta đi thẳng ra phía sau chợ Bình Tây đó. Vắng vẻ. Ngày trước Tết thì những cái con đường khu vực này nó đông dữ lắm anh chị, hàng hóa lên xuống tấp nập. Đây cũng như là một cái nơi tập trung những cái chuyến hàng bên người Hoa, người ta nhập qua đây anh chị. Đó. Cao Văn Lầu, con đường Cao Văn Lầu cắt ngang. Đó. Những cái con đường kỷ niệm ha. Đó. Bên kia thì chúng ta có đường Bến Bãi Sậy. Bến Bãi Sậy anh chị. Đây không có đèn đỏ, ta chạy xe cẩn thận một chút xíu ở khu vực này. Đó, đường Phan Văn Khỏe anh chị ơi. Bán rất là nhiều tỏi, hành tỏi, rồi các cái đồ thờ cúng này anh chị. Các cái tiền vàng giấy bạc cúng ông Ngọc Hoàng. Đó, con đường ngày trước Tết nó đông đúc tấp nập. Bây giờ thì người ta cũng chỉ mới bán buôn lại thôi. Vẫn còn cái không khí Tết. Hành tiêu, tỏi, ớt. Rồi, chợ phía sau, chợ Bình Tây. Đó. Tuy nhiên vẫn còn có thể chạy được anh chị. Vẫn có thể lang thang được. Anh này anh chợ hàng cao quá. Rồi. Đó, những cái hình ảnh, những cái không khí, những cái ngày đầu năm. Anh chị có thể xem, cảm nhận và ôn lại kỷ niệm của mình. Họ bán rất là nhiều các loại giấy tiền vàng mã để dành cho những cái ngày cúng kiến sắp tới. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành anh chị. Nói chung là cũng là những cái điều tốt thôi. Cầu xin cho mình bình an năm mới. Rồi, cái đoạn video ngắn vậy ha, gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Sắp tới thì hy vọng trong năm mới anh chị sẽ có những cái điều may mắn, những cái điều thành công, những cái dự định của mình luôn luôn được như ý của mình anh chị ha. Rồi, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến cho cô chú anh chị. Và em cũng xin phép được kết thúc cái video ở đây. 3 ngày Tết, 7 ngày xuân. Thì chúng ta cứ chơi cho hết 7 ngày nữa. Rồi,
Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video sau trên kênh của Lớp Ly Sài Gòn, và đừng quên ủng hộ Lớp Ly Sài Gòn bằng cách đăng ký subscribe cho Lớp Ly Sài Gòn nha anh chị. Rồi, chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe.